Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Y tế về việc công nhận bệnh viện được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, lãnh đạo vụ chăm sóc bà mẹ trẻ em Bộ Y tế. Với mong muốn làm chủ kỹ thuật chuyên khoa sâu trong lĩnh vực nhi khoa và sản khoa, tháng 11 năm 2020, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Sản nhi được thành lập. Thời điểm mới thành lập, do cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng đồng bộ, nên việc điều trị vô sinh hiếm muộn chỉ được thực hiện trên cơ sở liên kết với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Được sự quan tâm của tỉnh, trung tâm đã được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sĩ, kỹ thuật viên thực hiện được các kỹ thuật khó trong quá trình làm thụ tinh ống nghiệm IVF. Với việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực làm chủ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, Bộ Y tế công nhận Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Đây là bước tiến quan trọng của ngành y tế Vĩnh Phúc trong lĩnh vực sản phụ và nhi khoa, giúp người dân được thụ hưởng những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tuyến tỉnh, hiện thực hóa ước mơ được làm cha mẹ của các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 cho ý kiến vào tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Do sự suy giảm của kinh tế thế giới và những khó khăn nội tại của nền kinh tế, nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh 9 tháng năm 2023 đạt thấp, sản lượng hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều giảm. Trong bối cảnh khó khăn, thu hút đầu tư là điểm sáng khi vốn FDI và DDI thu hút đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2022, giải ngân vốn đầu tư cao hơn bình quân chung cả nước, đứng thứ tư trên 63 tỉnh thành, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là giải ngân vốn cho xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới nâng cao, các dự án trọng điểm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh là một trong những giải pháp trọng tâm Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội 3 tháng cuối năm và cả năm 2023. Phiên họp cũng đã cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến đầu tư công, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua các quy chế quản lý kiến trúc đô thị, dự thảo đề án giải pháp nâng cao chất lượng công tác trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030, báo cáo hoàn thiện quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số nội dung quan trọng khác. Nhân dịp Tết Trung thu, tối qua các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm tặng quà Trung thu cho thiếu niên nhi đồng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương trong tỉnh. Tối qua, tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà và vui Tết Trung thu cùng hơn 50 em thiếu niên nhi đồng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hòa nhập ở Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh và Hội người mù tỉnh. Vui Tết Trung thu và tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn chúc các cháu đón Tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa, bổ ích. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn thăm hỏi sức khỏe, việc học tập, rèn luyện, tình hình đời sống sinh hoạt hàng ngày và động viên các cháu cố gắng học tập tốt, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí Vũ Việt Văn mong muốn Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh và Hội người mù tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc sức khỏe, việc dạy và học, tạo điều kiện về mọi mặt để các cháu được học tập và rèn luyện trong môi trường tốt nhất, được sống trong ngôi nhà ấm áp tỉnh yêu thương. Ngay sau khi tặng quà và vui Tết Trung thu với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh và Hội người mù tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn đến chung vui và tặng quà cho các thiếu niên nhi đồng xã Bổ Lý, huyện Tam Đảo. Đây là địa phương có đông đồng bào dân tộc Sán Diều sinh sống. Tết Trung thu năm nay, xã đã tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành đối với thiếu nhi, đặc biệt là đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các cháu phấn đấu học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống, trở thành con ngoan trò giỏi, công dân có ích cho xã hội. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo đã trao 40 suất quà cho các em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bổ Lý, động viên, khích lệ các em tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Hòa cùng không khí vui Tết Trung thu của thiếu nhi cả nước, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm tuyên dương học sinh giỏi năm học 2022-2023.
tham gia chương trình, các cháu thiếu niên nhi đồng đã được hòa mình vào không khí tưng bừng, náo nhiệt của ngày Tết Trung thu cổ truyền, được thưởng thức các tiết mục nhảy múa tập thể, múa lân, kể chuyện. Tại đêm hội trăng rằm, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đã trao nhiều phần thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023. Chương trình Vui hội trăng rằm là hoạt động thiết thực nhằm mang đến cho các cháu thiếu niên nhi đồng một buổi tối giao lưu, vui chơi bổ ích với nhiều tiếng cười, niềm vui. Qua đó, động viên, khuyến khích các cháu tiếp tục phấn đấu, vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan trò giỏi của gia đình và nhà trường. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể cơ quan tới đời sống tinh thần của con em cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn DKT Vina, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên tổ chức chương trình Mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Bổ Lý, huyện Tam Đảo. Tại chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn DKT Vina đã trao 70 phần quà Trung thu tặng các em thiếu nhi dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng đến trẻ em nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các em được đón một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa trong sự quan tâm, chia sẻ của các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng. Tại xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk tổ chức trao tặng sữa cho trẻ em trường mầm non Hải Lựu và trường tiểu học Hải Lựu theo chương trình Quỹ sữa vươn cao Việt Nam. Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã dành tặng hơn 1.100 suất sữa uống miễn phí cho trẻ em thuộc hai trường mầm non và tiểu học xã Hải Lựu. Tổng giá trị sữa được công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk dành tặng cho trẻ em xã Hải Lựu trong đợt này là hơn 700 triệu đồng, với mong muốn được góp phần cải thiện dinh dưỡng của trẻ em vùng sâu vùng xa của tỉnh Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, với trẻ em Tết Trung thu là ngày hội được mong chờ trong năm. Ngày Tết Trung thu được nhận những món quà, lồng đèn, bánh kẹo và được vui chơi trong không khí đầm ấm là mong mỏi của bất cứ trẻ em nào. Thấu hiểu những điều ấy, chương trình thiện nguyện Trung thu Hồng đã được câu lạc bộ thiện nguyện Mái ấm Newton mang tới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Đồng Tiến, xã Đào Chủ, huyện Tam Đảo, với mong muốn động viên tinh thần, một món quà ý nghĩa để các em đón một Tết Trung thu trọn vẹn. Những nụ cười rạng rỡ, những tiếng hò reo mang tới bầu không khí sôi nổi, bao trùm cả một vùng quê yên bình. Hôm nay, hơn 700 bạn học sinh tại trường tiểu học Đồng Tiến đang được hòa mình vào không khí Trung thu vô cùng hấp dẫn, với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những màn múa lân thu hút ánh nhìn cùng sự phấn khích của các bạn nhỏ. Chúng em được tổ chức một chương trình rất ý nghĩa đến hơn 700 học sinh trường tiểu học Đồng Tiến. Chúng em muốn lan tỏa tình yêu thương đến các bạn. Và thông điệp của câu lạc bộ là cho đi là còn mãi. Hôm nay chúng em nhận được rất nhiều tình yêu thương, nụ cười, hạnh phúc của các bạn học sinh ở đây. Đó chính là động lực cho chúng em tiếp tục tổ chức lên những hoạt động ý nghĩa tiếp theo. Mong muốn mang đến cho trẻ em khó khăn ở miền núi có một cái Tết Trung thu ấm áp, câu lạc bộ thiện nguyện Mái ấm Newton đã trao tặng 36 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường tiểu học Đồng Tiến, trao tặng quà lưu niệm cho nhà trường và quà Trung thu cho các lớp. Được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo địa phương và ban giám hiệu nhà trường, đã cố gắng là tạo cho các em một Tết Trung thu thật là vui vẻ và ý nghĩa. Và đặc biệt là hôm nay là được cái sự quan tâm của các thầy, các cô, ban giám hiệu, các em học sinh của trường liên cấp Như Tiên đã về tổ chức Trung thu cho các em của trường tiểu học Đồng Tiến. Thì chắc chắn rằng là các em sẽ có một cái Trung thu đầy vui vẻ và ý nghĩa. Hoạt động thiện nguyện ý nghĩa không chỉ mang lại niềm vui, hạnh phúc trong dịp Tết Trung thu cho các em học sinh còn nhiều khó khăn tại xã Đạo Trù, mà đó còn là sự gửi gắm, sẻ chia yêu thương, tình cảm ấm áp mà cộng đồng xã hội mang đến cho trẻ em, tạo động lực để các em nỗ lực trong học tập, không ngừng vươn lên trong cuộc sống